Dạ, thưa sư có mất đầu à? Dạ, Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học ạ. Đã đến giờ lễ bái Tam bảo. Kính xin tất cả trang nghiêm thân khẩu ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam bảo. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam bảo ạ. Dạ, con kính lễ sư, con kính hãnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào quý học viên, con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Cha la tha la vi sa me ya tha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha go me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta Nam mô Tát sa phật ca wa tô a ra hà tô sa ma sam bu tha nam mô Tát sa phật ca wa tô a ra hà tô sa ma sam bu tha nam mô Tát sa phật ca wa tô a ra hà tô sa ma sam bu tha sa bu thang sa ra nang ga cha mi tham mang sa ra nang ga cha mi sang khang sa ra nang ga cha mi tu ti yam bi bu thang sa ra nang ga cha mi tu ti yam bi tham mang sa ra nang ga cha mi tu ti yam bi sang khang sa ra nang ga cha mi ta ti yam bi bu thang sa ra nang ga cha mi ta ti yam bi tham mang Saranang gacchami tatiyam bi sangkhang saranang gacchami iti biso bhagavarahang sammasambuddho vicca sarana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisaddhammasarathisattha devamanussanam Bụt tho Phật Gia Va Tỳ Na Thi Mê Sa Ra Năng Anh Nhang Bụt tho Mê Sa Ra Năng Jaya mangalang u tamange na wande hang thamman cha duvi thang warang thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang subati bano phagavato savaka sangho ujubati bano phagavato savaka sangho Nya ya ba ti ba no pha ga wa to sa wa ca sang kho sa mi chi ba ti ba no pha ga wa to sa wa ca sang kho ya di đăng cha ta ri bu ri sa yu ga ni a tha bu ri sa bu ga la e sa pha ga wa to sa wa ca sang kho a hu ne yo pa hu ne yo Dakhi ne yo an chari kara ne yo anuttarang bunya khetang loka sati na thi me saranang anyang sangkho me saranang warang ete na sa cha wache na hon tu me chaya mangalang
Uttamange na vande hang sang thanh cha du vi tho tam hang sang khe yo khalito do so sang kho khamato tang ma mang Wanda mi che ti yang sa bang sa ba tha ne su ba ti ti tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thing Buddha ru bang sa ka lang sa da Sambuthe athawi sancha dada sancha saha sake pancha sata saha saninamami sirasa ahang De sang tham man cha sang khan cha adare na namami hang namakara nu pha we na han to sabbe ubadda we Aneka antaraya bivinasantu ase sato sambuthe pancha panya sancha chatu visati sahasa kedasata sahasa ninamami sirasa aham te sang dhammancha sangkhancha adare nanamami ham namakara nupave Nahan to sabbe ubadda we aneka antaraya bivinasantu ase sato sambuthe na uttarasate atha chattali sasahasake visati sahasani namami sirasa aham te sang dhammancha sangkhancha adare Nanamami hang namakara nufa we nahantwa sabbe ubadda we aneka antaraya bivinasantu ase sato sabbe burati maya disaya satta avera sukhi honu sabbe burati ma yanudisaya satta avera sukhi honu sabbe dakkhina yadisaya satta avera sukhi honu sabbe dakkhina yanudisaya satta avera sukhi honu sabbe paichima yadisaya satta avera sukhi honu sabbe paichima yanudisaya satta avera sukhi honu sabbe uttara yadisaya satta avera sukhi honu sabbe uttara yanudisaya satta avera sukhi honu sabbe uparima Yadisaya satta avera sukhi honu sabbe hetima Yadisaya satta avera sukhi honu sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yuga hontu agoga hontu sampatti samicchantu sukhi attanang pariharantu dukkha patta janidukha phayapatta janifaya sokapatta Jani soka hontu sabbe pipanino Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhantu sasanam Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhantu no garu Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhantu nyatayo Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhantu panino Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhantu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hontu anagate kale Sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ.
Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Dạ kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các tử học viên. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 1 của tập 2. Phần còn lại là phần đàm thoại với số thứ tự. Chúng ta học phần đàm thoại trước. Đây là phần đàm thoại của bài số 1. Bài số 1 có xuất phân thu nai gá, xuất phân thu tí sáng, khám ni dân dà phân ni dân, thu tí át thu thay giác, khám ni dân hí, cách hình giác toàn, xuất khăn át hăng, sân tốt thông hí, y đà ni toàn cách tháo quá xa xí, át hăng hồ chí minh là má đá ca rê quá xa mí. À, nghe lại xuất phân phô na gá xuất phân phô tí sát khamani yang và bani yang thu tí ap thu khamani yam hi cách hành giá toàn xuất hàng á hàng san tu thôn hi y đà ni toàn cách thác quá sa si á hàng hồ chí minh là ma ra ga đề quá sa mi. Lần nữa xuất phân phô na gá số phân phù tí sát khám mạ ni dân dà phá ni dân thu tí át thu khám mạ ni dâm hi cách thành giá toàn xúc khăn á hăng sàn tốt thông hi y đà ni toàn cách thác quá sá xí á hăng ngộ chí minh nà mạ nà gà rì quá sá mỹ. Rồi vì ai đọc được giơ tay lên. Các tử cũ mình giơ tay lên luôn đi, giơ tay lên để mình tập đọc luôn. Anh bữa nay anh Cát Khánh có trong lớp học không ta? Dạ thưa Khánh chưa về sư ơi. Dạ hả? Dạ. Dạ cô một tranh mời mời cô Phúc Vy Trung còn đó không? Dạ. Dạ cô một tranh mời đi mời mấy mình để đọc bài. Dạ dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, dạ thưa sư con xin đọc ạ. Su phan phô na gá, xin chào na gá. Su phan phô tít xá, xin chào tít xá. Khá má ni dân, dạ bá ni dân, bạn có khỏe không? Thú tí ác thú, khá má ni dâm hí, cảm ơn tôi khỏe. Các thanh chá toàn, còn bạn thì sao? Su khăn a hăng sang tút thơm hí, tôi khỏe cảm ơn. Ý đà ní toàn cắt thá vá san xí, bây giờ bạn ở đâu? A hăng Hồ Chí Minh na má na ga rê vá sa mí, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con đọc ạ. Xuất thăng phô đa giá, xuất thăng phô tích xá, khả mã ni dân, giả bá ni dân, thú tí, ép thú, khả mã ni dân hí, tăng cá thanh trẻ toàn, xuất thăng á hào, xem xuất thô thông hí, ý đàn lý toàn cách thả quả xa xí á hăng Hồ Chí Minh Nam Má Ná Gá Rê quả xa mí. Dạ con xin xã hối thì con quên làm tiếng Việt ạ. Dạ thư sư Vân xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thư sư con xin đọc ạ. Súp băng Pô Na Gá, xin chào Na Gá.
Supang po tí xá, xin chào tí xá. Khama ni yang, Japan ni yang, bạn có khỏe không? Thu tí á thú, khama ni yang, hí, cảm ơn tôi khỏe. Các thanh chá toang, còn bạn thì sao? Supang á hăng, satut thô thôm hí, tôi khỏe cảm ơn. Ida ni toang, cát tha, quá xa xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hăng Hồ Chí Minh, Nam Á, Nagare, Wasami, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa sư con hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Xuất phân phu Naga, xin chào Naga. Xuất phân phu Tisa, xin chào Tisa. Mang đi dân, giá bán đi dân, bạn có khỏe không? Thu tí, ách thú. Cảm ơn tôi khỏe. Ca thăng chắc toàn. Còn bạn thì sao? Sú khăn á hăng. Sàng tú thùm hí. Tôi khỏe. Cảm ơn. Ý đà ní toàn. Khách thà quá xác xí. Bây giờ bạn ở đâu? Á hăng Hồ Chí Minh. Nam Á, Nagare, Wasami. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Thầy xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc. Supan Po Naga. Xin chào Naga. Supan Po Supan Po Thisa. Xin chào Thisa. Kaman Niyam Japan Niyam. Bạn có khỏe không? Thuti Atu Kaman Niyam Hi. Cảm ơn tôi khỏe. Các thanh cha toàn, còn bạn thì sao? Sukham ahang san tu thom hi. Tôi khỏe, cảm ơn. Idani tom katha va sasi. Bạn giờ, bây giờ bạn ở đâu? Ahang Hồ Chí Minh Nama Nagare Vasami. Dạ không, cảm ơn sư. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Su phăng phô Naga, xin chào Naga. Su phăng phô Tít Xá, xin chào Tít Xá. Khamani Yam, Yapani Yam, bạn có khỏe không? Thú tí á thú, Khamani Yam hí, cảm ơn tôi khỏe. Các thằng chá toan, còn bạn thì sao? Xuất khăn á hằng, sang tút thùm hí, tôi khỏe, cảm ơn. Ý đà ní toan cá thá quá xa xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hằng Hồ Chí Minh, Na Má, Ná Gà Rê, quá xa mí. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Supampo Naga, xin chào Naga. Supampo Tisa, xin chào Tisa. Kamaniyang và Paniyang, bạn có khỏe không? Ati Atu Kamaniyam Hi, cảm ơn tôi khỏe. Kathan Chaton, còn bạn thì sao? Sukhang Ahang Santutom Hi, tôi khỏe cảm ơn. Ida ni tuần katawasasi, bây giờ bạn ở đâu? Ahang Hồ Chí Minh Nama Nagare Wasami, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Subanbo Naga, xin chào Naga. Subanbo Tisa, xin chào Tisa. Kamaniyam Yapaniyam, bạn có khỏe không? Thu tí ách thú Kamaniyam hi, cảm ơn tôi khỏe. Các thanh chát toan, còn bạn thì sao? Su khan á han San tút thôn hi, cảm ơn tôi khỏe. Idani tăng Katha Wasasi, bây giờ bạn ở đâu? Á han Hồ Chí Minh Nam Á Nagare Wasami, dạ con xin hết ạ. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Tuyết Ngọc.
Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Xuất phan phố Naga, xin chào Naga. Xuất phan phố Tích Xá, xin chào Tích Xá. Khám án văn, gia bán văn, bạn có khỏe không? Thú tí a thú, khám án văn hí, cảm ơn tôi khỏe. Cao thấy cha thân, còn bạn thì sao? Xuất khăn á hăng, sang thú thông tí, tôi khỏe, cảm ơn. Ý đa ní toàn cách tha, quát xa xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hăng Hồ Chí Minh, Nam Má, Lá Gà Rế, Quá, Sa Mí, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa sư, xin hết ạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc ạ. Xuất phân phô Na Gá, xin chào Na Gá. Xuất phân phô Tích Xá, xin chào Tích Xá. Khamani Văn, Gia Pani Văn, bạn có khỏe không? Thú tí á thú khamani dâm hí, cần cảm ơn tôi khỏe. Cách thanh chá toàn, còn bạn thì sao? Xú khăn á hằng san tức thâm hí, tôi khỏe cảm ơn. Ý đa ní toàn cách thá quá xó xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hằng Hồ Chí Minh, Nam Má, Ná Gá Rê quá xá mí, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Con xin hết ạ. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ có cho Tiên Mã. Tiên Mã. Dạ Tiên Mã, xin mời cô Tiên Mã đọc. Dạ A Di Đà Phật, thưa sư con xin đọc. Chú Phân Phô Na Gá, xin chào Na Gá. Chú Phân Phô Tích Xá, xin chào Tích Xá. Khám án ý dân, Dạ bà ý dân, bạn có khỏe không? Thú tí á thú khám mani dân hí, cảm ơn tôi khỏe. Cá thá chào quá. Cá thá chết toàn, còn bạn thì sao? Chú khăn á hăng chết tú thổ nhí, chết tú thơm nhí tôi khỏe cảm ơn. Y đền ý Ý đề ní đã quăng. Ý đề ní tuần. Cách thê Vết xế xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hăng Hồ Chí Minh, Nam Má, Nam Gá Ghế và xe mí, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa sư, cô xin hết. Dạ xin còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? À? Dạ thưa sư hết rồi. Rồi giờ nghe đọc lại ha. Xuất phân phô Na Gá, xuất phân phô Tí Xá, Khamani Văn và Pani Văn, Thu tế ác thu khám án dầm hí, các thành gia toàn, số khẳng án hàng sân đốt thòm hí, ý đàn ý toàn các thá quá xa xí, án hàng Hồ Chí Minh, Nam Má, Na Gá Rê, Quá Sa Mí, số phẳng phô Na Gá, số phẳng phô Tí Xá, khám án dầm dà phá ni dầm, thu tế ác thu khám án dầm hí, các thành gia toàn, số khẳng án hàng sân đốt thòm hí, Y đà ni toàn cách tha quá sát xí, a hàng Hồ Chí Minh, Nam Má, Na Gá Rê, Quá Sa Mí. Rồi bây giờ chúng ta sang phần 2 là số thứ tự. Đây là số thứ tự từ 1 đến 10 ha. Bát Tham Má thứ nhất, Đu Ti Giác thứ hai, Tát Ti Giác thứ ba, Chát Tu Thác thứ tư, Bành Gia Má thứ năm, Chát Thác thứ sáu, Sattama thứ 7, Anthama thứ 8, Navama thứ 9, Dasama thứ 10. Pathama, Dutiya, Tatiya, Chatutha, Panchama, Chattha, Sattama, Anthama, Navama, Dasama,
hai lần nữa ha. Patthama Dutiya Tatiya Chatutha Panchama Chattha Sattama Atthama Navama Dasama. Rồi bây giờ mời các tổ kim giơ tay lên để đọc từ 10 số đếm này ha, tập đọc các con số này cho quen. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tát tham má là thứ nhất, đú ti giá là thứ hai, ta ti giá là thứ ba, giá xuất thá là thứ tư, panh chà má là thứ năm, chắc thá là thứ sáu, sát tá má là thứ bảy, ép tha má là thứ tám, la va má là thứ chín, đa sa má là thứ mười. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Thát tha má là thứ nhất, đú ti giá là thứ hai, ta ti giá là thứ ba, chát tu thá là thứ tư, pan cha má là thứ năm, chát thá thứ sáu, sát tha má thứ bảy, át tha má thứ tám, ná vá má thứ chín, đá sa má thứ mười. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Bát tha má thứ nhất, đú tí giá thứ hai, tá tí giá thứ ba, chát tu thá thứ tư, panh chá má thứ năm, chát thá thứ sáu, sát tá má thứ bảy, ác tha má thứ tám, ná quá má thứ chín, đá sa má thứ mười. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Bát tha má là thứ nhất, đú tí giá là thứ hai, tá tí giá là thứ ba, chát tú thá là thứ tư, bành chá má là thứ năm, chát thá là thứ sáu, sát tá sát tá má là thứ bảy, át tá má là thứ tám, ná quá má là thứ chín, đá sá má là thứ mười. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Bát tá má là thứ nhất, đút tí giá là thứ hai, tá tí giá là thứ ba, chát tu thá là thứ tư, pan chá má là thứ năm, chát thá là thứ sáu, sát tá má là thứ bảy, át tá má là thứ tám, ná quá má là thứ chín, đá sá má là thứ mười. À, sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Bát tha má là thứ nhất, đú tí giá là thứ hai, tá tí giá là thứ ba, chát tú thá là thứ tư, panh chá má là thứ năm, chát thá là thứ sáu, sát tá má là thứ bảy, át tha má là thứ tám, ná quá má là thứ chín, đá xá má là thứ mười. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Bát tha má là thứ nhất, đu ti giá là thứ hai, tát ti giá là thứ ba, chát tút thá là thứ tư, bành cha má là thứ năm, chát thá là thứ sáu, sát tam má là thứ bảy, át tha má là thứ tám, ná qua má là thứ chín, đá xá má là thứ mười. Thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Bát tha má là thứ nhất, đú tí giá là thứ hai,
Tát Tí Giá là thứ ba, Chá Túc Thá là thứ tư, Pan Chá Má là thứ năm, Chắc Thá là thứ sáu, Sách Tá Má là thứ bảy, Át Thá Má là thứ tám, Ná Quá Má là thứ chín, Đá Xá Má là thứ mười. Vậy con xin thấy nha. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc Pháp Thả Má giờ số 1 Đu Thị Giá, số 2 Tát Thị Giá, và Chạc Thư Thá, số 4 Văn Chạc Má, số 5 Chạc Thá, số 6 Sát Thả Má, số 7 Át Thả Má, số 8 Na Vạ Má, số 9 Đá Sa Má, số 10. Thưa con cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, con xin đọc Bát Tha Má là thứ nhất, Đức Tí Giá là thứ hai, Tát Tha Tí Giá là thứ ba, Chất Tú Thá thứ tư, Bên Cha Má là thứ năm, Chất Thá là thứ sáu, Sách Thá Má là thứ bảy, Át Thá Má là thứ tám, Ná Quá Má là thứ chín, Đất Xe Má là thứ mười. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Bát Tha Má thứ nhất, Đu Tí Giá thứ hai, Tát Tí Giá thứ ba, Chá Tú Thá thứ tư, Bên Chấm Má thứ năm, Chá Thá thứ sáu, Sá Thá Má thứ bảy, Á Thá Má thứ tám, Ná Quá Má thứ 9, Đá Xá Má thứ 10. Dạ thưa sư hết ạ. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Bát Tha Má thứ nhất, Đu Tí Giá thứ hai, Tá Tí Giá thứ ba, Chá Tú Thá thứ tư, Ban Chá Má thứ năm, Chá Thá thứ sáu, Sát Tá Má thứ bảy, Át Thá Má thứ tám, Ná Quá Má thứ chín, Đá Xá Má thứ mười. Dạ thưa sư con hết ạ. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Các quý học viên nên đọc đi, để có gì sai thì sư chỉnh sửa, với lại cho nó đúng, nó chuẩn hơn á. Dạ thưa sư hết rồi sư. Rồi. Vậy là mình đã học xong phần bài học số 1. Chỉ nó sang phần sửa bài tập số 1 ha. Sửa bài tập. Đây là bài tập số 1. Khảo sát thiên vị mẫu tịnh và ly. Vị trí âm vận của âm đơn của âm kép. Âm thoại gặp gỡ và chào hỏi. Giờ câu số 1. Để trả lời được giơ tay lên hoặc lên tiếng nha, trả lời nha. Trong tiếng Bali có bao nhiêu vị trí âm vận cho biết tên của các vị trí âm đó? Rồi ai trả lời được câu 1 như tay lên. Thì xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, ở trong tiếng Pali thì có 6 vị trí âm vận ạ. Gồm có âm cổ họng, âm nắp họng, âm lưỡi, âm răng, âm môi và âm mũi ạ. Rồi. Câu 2, có bao nhiêu vị nguyên âm có một vị trí âm vận, kể ra các nguyên âm đó. Hãy đánh bài câu 2. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bà sư có 6 nguyên âm, có một vị trí âm vận. Ừ.
đó là A, A, I, I, U, U. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Đọc ngữ hết trơn vậy. A, A, I, I, U, U. Dạ. A, I, I, U, U. Dạ bạch sư hết. Dạ câu số 3. Các phụ âm nào có một vị trí âm vần? Có bao nhiêu phụ âm có vị một vị trí âm vần? Để trả lời câu 3. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, có 26 âm phụ, có một vị trí âm vận. Thưa sư cần kể ra không sư? Cần nhớ không? Vậy thì con trả lời là có tổng cộng phụ âm là 26 sư. Dạ. Dạ câu số 4. Các bốn từ y y các khác trà khác giá chúng thuộc âm vần nào? Em trả lời câu 4. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, câu số 4 là chúng thuộc âm vận của nóc họng. Nóc họng. Rồi. Rồi câu số 5. Có bao nhiêu phụ âm có hai vị trí âm vần, gồm những phụ âm nào? Ai trả lời câu số 5 được? Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, có 8 phụ âm có có vị trí có hai âm vận, đó là e, o, ná, nhá, ngó, ná, má, quá. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ. Trong tiếng Mali có mấy loại phụ âm, kể ra tên của các phụ âm đó. Đây trả lời câu 6. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Thưa sư con xin trả lời. Trong tiếng Pali có hai loại phụ âm, đó là phụ âm đơn và phụ âm kép ạ. Rồi. Câu thứ 7. Hãy cho biết cách ghép của các phụ âm trong nhóm trong nhóm năm và cho thí dụ. Trong nhóm năm hay là trong năm nhóm ta? Trong năm nhóm quá. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư. À, xin lỗi, cái này nhóm 5, đúng rồi, cái này nhóm 5. Dạ, trong nhóm 5 thì chữ thứ 5 sẽ được ghép với chính nó, hoặc là ghép với lại là một trong 4 chữ còn lại, chính nó và với những chữ còn lại. Rồi, còn gì nữa? Chữ thứ 5 trong mỗi nhóm được ghép với chính nó và 4 chữ trong nhóm. Chữ thứ 5 được ghép với 4 chữ trong nhóm và với chính nó. Gì nữa? Hết hả? Ai trả lời câu này chi tiết hơn đây?
Các em có phải câu này không? Mình có gì thấy đi. Dạ, thưa sư, con trả lời thế này ạ. Thứ nhất là các ghép phụ âm của nhóm 5 ạ. Nhất là chữ thứ 5 ghép với chữ thứ nhất, chữ thứ 5 ghép với chữ thứ 2, chữ thứ 5 ghép với chữ thứ 3, chữ thứ 5 ghép với chữ thứ 4 và chữ thứ 5 ghép với chữ thứ 5 ạ. Dạ. Còn gì nữa? Và trong các phụ âm trong cái nhóm còn lại thì nhóm chữ thứ nhất ghép với chữ thứ nhất, chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai và chữ thứ ba ghép với chữ thứ ba và chữ thứ ba ghép với chữ thứ tư ạ. Câu đó phải trả lời chi tiết thì mới được. Là cách ghép của phụ âm trong nhóm 5 thì chữ thứ nhất ghép với chính nó, ghép với chữ thứ hai, chữ thứ ba ghép với chính nó, ghép với chữ thứ tư. Còn chữ thứ năm thì ghép với chính nó và bốn chữ còn lại trong nhóm. Câu đó phải trả lời gì mới được. Ở đây người ta còn cho thí dụ nữa nè. Có ai cho thí dụ được thử coi. Xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, cái chữ thứ nhất trong mỗi nhóm được ghép với chính nó, với chữ thứ hai ví dụ như là sách chá. Không, chữ thứ ba nhóm trong năm mỗi là nhóm. Chữ dạ. Nhóm năm á. Dạ. Chữ thứ năm trong mỗi nhóm ghép với bốn nhớ giống như chỉ là kinh trí qua quanh chê tí. Cho năm ví dụ nhóm năm á, không hiểu hả? Cái đó là nhóm khác rồi, nó không phải nhóm năm. Thì nhóm năm á. Ta được không? Dạ thưa không, chưa con. Rồi, ai ta được thử cho con. Chủ chữ quanh quanh ná đó thưa sư. Quanh ná là của nó ghép với chính nó là quanh ná. Chữ chữ ngá đó thưa sư. Ừ. Chữ ná, chữ ná đó. Và cái này là chữ nhóm thứ năm ghép được với ghép với chính nó đó. Chữ năm là chữ cuối của nó là gì? Chữ 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 này, chữ ná chấm dưới đó thưa sư. Đâu có. Của cái đơ rồi. Chữ là nhóm mấy? Giờ nhóm 4 á, nhóm 4. Nó chữ chữ ná. Dạ n dưới. N à. Dạ phụ âm cho nhóm 5 thì nó nhóm 5 cái phần nguyên âm. Dạ nhóm 5 là cái chữ quanh ná đó thưa sư. Quanh ná. Thưa sư, ăn cá được không ạ? Ăn cá là nhóm mấy? Ăn cá đâu có là nhóm 5. Căn nhá cô gái ạ. Căn nhá cũng đâu có. Chữ thứ 5 được ghép với chữ thứ 5. Và chữ út thá được không sư? Dạ. Cho ví dụ trong nhóm 5. Dạ dạ. Không phải là chữ thứ năm ghép với chữ thứ năm mà là cho thí dụ trong nhóm năm. Và sư, cái chữ Upasaka có nghĩa là thiện nam đó sư, thì có được không ạ? Chữ Upa, cá chữ đó đâu có chữ nào ghép. Dạ chữ U với chữ Pá đó sư. Đâu có, nói chữ đó chữ trời. Ba sắc cá là chữ rời mà nó có ghép. Bạch sư, con chữ nếp ba ná được không sư? Âm bờ sư. Dạ. Chữ đó là chữ nếp ba ná thì nó hai chữ bờ sư. Dạ. À, chữ đó là được. Dạ. Nếp ba ná. Chữ thăm má đó thưa sư. Cầm má được nè. Đó là chữ thứ 5 ghép với chữ thứ 5 của nhóm 5. Dạ. Rồi bây giờ câu 9 ha. Qua câu 9 ha.
Yeah. Hãy cho biết các phụ âm ghép dưới đây chúng thuộc nhóm nào. Rồi mỗi người nói một chữ. Ai nói được nói trước đi. Mỗi người nói một chữ, trả lời một chữ. Mời Phật tử hả? Dạ, dạ, con trả lời cái chữ xích thách tha đó thưa sư. Rồi. Trả lời cái chữ xích thách tha là chữ thứ ba trong nhóm được ghép với chữ thứ tư á, xích thách tha. Rồi, còn gì nữa? Chữ đúc khá là đúc chút khá là chữ thứ nhất, chữ thứ tám khá nó còn ghép nữa thấy không, chữ thứ tám khá nó còn ghép nữa. Dạ xích, dạ xích đất thá thì chữ chữ đá, chữ đá, chữ đá của nó ghép với ta là cái nhóm bốn hả sư, nhóm thứ tư. Nhóm thứ tư mà chữ thứ mấy ghép với chữ thứ mấy? Dạ, chữ thứ nhất, chữ thứ hai. Ừ. Cái chữ này nó tới hai phần. Tức là chữ thứ chữ thứ ở đây đó là chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai. Rồi chữ thứ ba ghép với chữ thứ tư nữa. Rồi ai trả lời chữ thứ hai? Chữ chiếc tá. Để trả lời chữ chiếc tá được, trả lời đi. Dạ thưa sư, đó là thuộc nhóm 4 chữ thứ nhất ghép với chữ thứ nhất ạ, chiếc tá. Rồi, rồi anh trả lời chữ đúc khác. Chữ đúc khá là chữ thứ chữ thứ ba ghép với chữ thứ tư sư, đúc khá. Thứ mấy ghép chữ thứ mấy? Là chữ thứ nhất. Dạ, chữ thứ nhất của nhóm chữ nhất. Nhóm thứ nhất. Dạ. Nhóm thưa sư, nhóm thứ nhất. Nhóm thứ nhất, chữ thứ nhất là chữ thứ ba. Chữ thứ ba ghép với chữ thứ tư. Thì bảo nói sai rồi. Dạ, bạch sư, đây là thuộc nhóm thứ nhất và chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai. Chữ thứ nhất ghép chữ thứ hai. Đúng rồi, nhóm thứ nhất, chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai ha. Người nào khi mà nghe người nào nói rồi để một người nói thôi, nói xong rồi mình mới nói ha. Vì nó mới không trùng lặp. Rồi ai trả lời chữ xăng khác? Dạ con sư. Rồi nhà phụ âm nhóm thứ nhất chữ thứ năm ghép với chữ thứ tư. Chữ thứ năm ghép với chữ thứ tư trong nhóm. Rồi đúng rồi. Rồi chữ thâm má, ai trả lời chữ thâm má? Bạch sư con ạ. Rồi. Dạ, đấy là thuộc nhóm 5 ạ. Chữ thứ 5 ghép với lại chữ thứ 5 ạ. Rồi, đúng rồi. Rồi ai trả lời chữ bắp với trà? Dạ bạch sư, chữ bắp với trà là chữ thứ nhất của nhóm thứ 5 ghép với lại là chữ thứ ba được ghép với chính nó luôn của cái nhóm thứ năm luôn ạ. Chữ thứ ba của nhóm thứ năm ghép với chính nó ha. Dạ, rồi với ghép với luôn với chữ thứ nhất nữa. Đâu có ghép chữ thứ nhất nữa. Đâu có chữ thứ dạ, nhất. Dạ nữa. Dạ cái đó con nhầm ạ. Dạ con nhầm. Dạ à. Xin lỗi sư. Rồi ai trả lời chữ quýt cha? Quýt cha là nó là chữ dạ, bạch sư nhóm thứ ba. Con được không ạ? Dạ con xin trả lời ạ. Đấy là thuộc nhóm 2 ạ. Mà chữ thứ ba ghép với chữ thứ ba thưa sư. Rồi chữ thứ ba ghép với chính nó. Rồi ai trả lời chữ phanh cha? Bạch sư con xin trả lời được không ạ? Là đấy vẫn thuộc nhóm 2 và là chữ thứ 5 ghép với lại chữ thứ nhất ạ. Rồi, chữ thứ 5 ghép với chữ thứ nhất. Rồi, chữ văn má. Đó là chữ văn má.
Dạ, bạch sư chữ Panna, Vanna là chữ thứ năm ghép với chính nó của nhóm thứ ba. Rồi, chữ năm của nhóm thứ ba. Rồi, rồi ai trả lời chữ Pithapi? Con trả lời nghe sư. Rồi. Thưa sư, đây là cái chữ Pithapi, nhóm chữ chữ đầu của nhóm thứ tư ghép chính nó. Nhóm mấy? Nhóm ba. Ủa, nhóm thứ ba, xin lỗi, nhóm thứ ba. Nhóm ba ghép với thứ mấy, chữ thứ mấy ghép chữ thứ mấy? Dạ, ghép với thứ thứ hai của cái nhóm đó đó thưa sư. Ừ, chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai ha, cái này không phải là dạ. Chữ thứ ghép với chính nó mà là chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai. Đây chừng lộn dạ. Thứ hai chữ T T này. Nhìn lộn. Không phải ghép với chính nó đâu, ghép với chữ thứ dạ. Hai. Dạ dạ. Phần đầu nhìn lộn. À, nhìn lộn. Hãy tập. Hãy tập nói lời chào hỏi theo các mẫu câu trong bài học. Ở câu này thì phần bài học ha. Rồi như vậy là mình xong phần bài học và bài tập của bài số 1. Nhìn học bài 2 ha. Bây giờ mình xong được một bài rồi đó. Dạ thưa sư. Con là sư cho con hỏi được không sư? Hỏi gì? Dạ cái các nhóm làm sao mình biết nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm hả sư? Này có chia nhóm rồi nè. Bằng dạ, quyển một người ta học có 5 nhóm rồi. À, dạ là con phải tìm trong quyển 1. Dạ. Cái này nó tên nó từ quyển 1 lại. Dạ. À. Tức là các phụ âm nhóm được chia ra thành 5 nhóm. Dạ. Rồi phụ âm trưởng nhóm nhớ không? Phụ âm trưởng nhóm là 5 phụ âm trưởng nhóm là gì? Có ai nhớ đọc nghe tới ngay? Thứ 5 phụ âm trưởng nhóm là con xin trả lời nghe sư. Rồi. Là cá, nhóm thứ nhất là cá, nhóm thứ hai là chá, nhóm thứ ba là tó, nhóm thứ tư là tá, nhóm thứ năm là tá. Con xin hết. À, đó nó có 5 nhóm gì đó. Dạ. À, 5 nhóm gì ai hỏi. Dạ, thí dụ như cái chữ sát trá thì chữ thứ nhất trong mỗi nhóm. Sát trá là chữ thứ. Sát trá là chữ thật cái sư thì cái chữ chữ thứ nhất trong mỗi nhóm ghép với chính nó. À, thì chữ thứ nhất ghép với chính nó. Chữ, dạ, vậy là chữ thứ nhất của nhóm chá. Ừ. Chá ghép với chữ chá. Dạ. Ghép với chính nó. Còn ở đây là còn trong bài học này là cái chữ này là người ta phân theo phát cách phát âm. Còn nhóm làm học ở trong quyển 1. Dạ. À, nhóm học dạ. Ở trong quyển 1, cái này nó liên quan tới quyển 1, phải nhớ quyển 1 nó mới được. Dạ, dạ con cảm ơn sư. Dạ. Rồi. Có còn ai hỏi gì ở câu bài 1 này nữa không? Không thì mình sẽ học bài 2 ha. Dạ, dạ thưa sư, giống như cái chữ thứ 5 trong mỗi nhóm được ghép với 4 chữ trong nhóm. Thì cái chữ kinh trí là chữ thứ năm là chữ nhá dạ 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 yeah. Sư con hiểu rồi, dạ con cảm ơn sư. Rồi, bây giờ vậy mình qua bài 2. Vậy bài 2 đó là phần lịch sử Phật, liên quan đến lịch sử Phật và phần xuất gia. À, xuất gia. Mình sẽ có một số từ vựng liên quan đến lịch sử
vừa Đức Phật mà nói bên ở giai đoạn mà còn là thái tử ra đi xuất gia, rồi phép sử dụng ngữ cách trong tiếng Pali, danh từ nữ tính vị nữ y như là Devi, rồi phần đàm thoại, đó là phần nội dung của bài học thứ hai. Bây giờ mình sẽ học bản chia trước, học bản chia trước, làm học danh từ nữ tính vị nữ y như là Devi, học bản chia trước. Đây danh từ nữ tánh bị ngữ y. Sư chưa chia sẻ màn hình cái bài mới đó, sư. Nó vẫn còn đang ở bài tập đó sư. Ờ vậy hả? Đây danh từ nữ tánh bị ngữ y. Và đây là bản chia của nó. Ở đây thì bản chia tiếng Việt, nhưng mà tí nữa thì mình sẽ tập chia bằng tiếng Pali ha. Bây giờ sẽ đọc bằng tiếng Việt cái, rồi sau đó mình sẽ chia lại tiếng Pali. Thì ở đây mình có chủ cách, số ít đó là Devi, số nhiều Devi, Devi Vô. Đối cách số ít Devi, số nhiều Devi, Devi Vô. Sẽ dùng cách số ít Devi Già, số nhiều Devi Hí, Devi Hí. Chỉ định cách số ít Devi Già, số nhiều Devi Năng. Số cách số ít Devi Già, số nhiều Devi Hí, Devi Hí. Sẽ dùng cách số ít Devi Già, số nhiều Devi Năng. Định sở cách số ít Devi Già, Devi Dăng, số nhiều Devi Sú. Vô cách số ít Devi, số nhiều Devi, Devi Vô. Đó là bản chia của danh từ nữ tánh vị ngữ y. Giờ mình sẽ xem cái bản tóm tắt của nó để mình tập chia ha. Đây, bản miếng cách danh từ nữ tính bị ngữ y như là Devi. Giờ mình sẽ, tại bây giờ mình học quyển 2 là mình học nâng cao rồi, nên mình sẽ tập chia bằng bản Pali ha. Thay vì mình đọc chủ cách, đối cách, sẽ dùng cách, chỉ định cách, sư sư cách, sở thuộc cách, định sở cách, hô cách. Thì bây giờ mình đọc lại chữ Pali. Pathama Ekavachana Devi Pahuvachana Devi Devi Yo Duttiya Ekavachana Devi Su nhiều Devi Devi Yo Tatiya Ekavachana Devi Ya Su nhiều Devi Hi Devi Phi Pahuvachana Devi Hi Devi Phi Chatuthi Ekavachana Devi Ya Pahuvachana Devi Nang Panjami Ekavachana Devi Ya Pahuvachana Devi Hi Devi Phi Chatthi Ekavachana Devi Ya Pahuvachana Devi Nang Sattami Ekavachana Devi Ya Devi Yang Pahuvachana Devi Su Lappana Ekavachana Devi Pahuvachana Devi Devi Yo. Có kịp không? Đã có nghe kịp không? Dạ thưa sư kịp ạ. Dạ kịp ạ. Bây giờ nghe lần nữa ha. Pathama Ekavachana Devi Pahuvachana Devi Devi Yo Duttiya Ekavachana Devi Pahuvachana Devi Devi Yo Tatiya Ekavachana Devi Ya Pahuvachana Devi Hi Devi Phi Chatuthi Ekavachana Devi Ya
Pauvachana Devi Nang Panchami Ekavachana Devi Ya Pauvachana Devi Hi Devi Pi Chatti Ekavachana Devi Ya Pauvachana Devi Nang Satami Ekavachana Devi Ya Devi Yang Pauvachana Devi Su Lapana Ekavachana Devi Pauvachana Devi Devi Yo. Rồi mình có thể chia chữ Devi hoặc là một danh từ nữ tánh nào đó mà nó có thúc bằng y cũng được à. Tại trong phần bài học của mình á, trong phần bài học của mình đó là phần người ta kêu mình xem nè, bản tập chia các danh từ nữ tính quyền ngữ y như là Devi, xem trang 172 mình có những danh từ nữ tính nó tặng cùng bằng y à, tặng cùng bằng y để mình tập chia. Rồi ai chia được danh từ cùng mới thì chia, còn không thì mình cứ chia danh từ Devi này cũng được. Rồi bây giờ ai chia được giơ tay lên để tập chia ha. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư, con xin chia động từ ít thi là phụ nữ ạ. À. À đúng rồi đó, được. Chia đi. Dạ, con xin chia ạ. Bát tham á. Apatthama eka quá chánh ná ít ít thi ba hú quá chánh ná ít thi vô đú tí già eka quá chánh ná ít thình ba hú quá chánh ná ít thi vô ta tí già eka quá chánh ná thì ít thí già ba hú quá chánh ná ít thì hí ít thì phí chất tú thi ê quá ê cá quá chánh ná ít thì già ít thí già ít thì năng ba hú quá chánh ná ít thì năng bành chá mì ê cá quá chánh ná thí già ba hú quá chánh á ít thì hí ít thì phí chát thì ê cá quá chánh á ít thì giá ba hú quá chánh á ít thì năng sát tá mì ê quá chánh á ít thì già ba hú quá chánh á ít thì năng sát tá mì ê quá. Không phải, mày đã là ít thí già, ít thí giang. Dạ, dạ, con đọc lộn hàng á, thưa sư, để con đọc lại. Sát tá mì, ê cá, quá chá ná, ít thí già, ít thí giang, ba hú quá chá ná, ít thí xú. Áp lá bà ná, á lá bà ná, ê cá, quá chá ná, ít thí. Ba hú quá chá ná ít thi vô. Dạ con xin hết ạ. Rồi tốt. Vậy là hiểu rồi đó. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, con cũng trộn đồng từ đê quy có sẵn cho nó vậy. Dạ con xin cái này danh từ cho con hãy được. Dạ con giờ cũng xin đọc biến cách cái đồng từ đê quy gì. Bát tham ma e cá quá chá ná đê quy ba hú quá chá ná Devi Devi vô đủ trí gia e cả quá chá ná Devi ba hú quá chá ná Devi Devi vô tá trí gia e cả quá chá ná Devi gia ba hú quá chá ná Devi hí Devi bí cha túc thi e cả quá chá ná Devi gia ba hú quá chá ná Devi Devi năng bánh chá mì e cá quá chá ná đê quý gia bá hú quá chá ná đê quý hí đê quý bí chát thi e cá quá chá ná đê quý gia bá hú quá chá ná đê quý năng
Sattami Ekavachana Deviya Deviyan Bahuvachana Devisu Alabana Ekavachana Devi Bahuvachana Devi Deviyo. Vậy con xin thấy nha. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc từ ná đí là con xong thưa sư. À, đọc đi. Dạ. Bát thá ma ê cá quá chá ná ná đi bá hú quá chá ná ná đi ná đi vô rú tí già ê cá quá chá ná ná đinh bá hú quá chá ná ná đi ná đi vô tá tí già ê cá quá chá ná ná đi già bá hú quá chá ná ná đi hí ná đi phí chát tút thì ê cá quá chá ná ná đi già bá hú quá chá ná ná đi năng bằng cha mì ê cá quá chá ná ná đi già bá hú quá chá ná ná đi hí ná đi phí chát thì ê quá cá chá ná ná đi già bá hú quá chá ná ná đi năng sát tát mì ê cá quá chá ná ná đi già ná đi dằn bá hú quá chá ná ná đi xú á la pa ná ê cá quá la chá ná ê cá quá chá ná ná đi bá hú quá chá ná ná đi vô. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Bikhuni Tỳ Kheo Ni ạ. Patthama Ekavachana Bikhuni Babu Vachana Bikhuni Bukhunizo Dutija Ekachavana Bikhujim Bikhu gì Bukhi Bikhu gì Iyo Tatiya Ekachavana Bikhu Niya Bahu Kachava Bahu Wa Chana Bikhu Ni Hi Bikhu Ni Y Phi Chatuthi Ekachavana Ekawachana Ekawachana Bikhu Niya Bahu Wachana Bikhu Ni Nang Panchami Eka Chavana Eka Wachana Eka Wachana Bikhu Chi Bikhu Ni Za Bikhu Ni Hi Bikhu Ni Phi Chathi Eka Eka Wachana Bikhu Ni Za Bikhu Ni Rằng Satami Bahu Wachana Bahu Chavana Bikhu Ni Bahu Wachana Bikhu Ni Nang Satami Ekachavana Bikhu Ni Ya Bikhu Ni Rằng Bahu Kachavan Bahu Wachana Bikhu Ni Su Alapana Eka Wachana Bikhu Ni Ya Bikhu Ni Rằng Bikhu Ni Bikhu Bikhu Ni Bikhu Ni Bikhu Ni Bikhu Ni Yo Bikhu Ni Bahu Wachana Bikhu Ni Bikhu Ni Yo. Sư sư con mời con xin sư sửa cho con cảm ơn sư. Dạ. Cứ từ từ làm quen vậy là cũng giỏi rồi. Dạ. Mới học lớp 1 mà giờ học lớp 2 luôn thì cũng giỏi. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Pathama Ekavachana Devi Bahuvachana Devi Deviyo Dutiya Dutiya Ekavachana Devi Devim Bahuvachana Devi Deviyo Tatiya
Ekavachana Deviya Bahuvachana Deviyo. Dạ không phải. Bahuvachana Devihi Devipi Chatuthi Ekavachana. Dạ, dạ Chatuthi Ekavachana Deviya Bahu Vachana Devi Nang Panchami Eka Vachana Deviya Bahu Vachana Devihi Devipi Chathi Eka Vachana Deviya Bahu Vachana Devi Nang Satami Eka Vachana Deviya Bahu Vachana Devi Nang Satami Eka Vachana Deviya Devi Yang Bahu Vachana Devi Su Alapana Eka Vachana Devi Bahu Vachana Devi Deviyo. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin chia danh từ nữ tính vị ngược y Devi ạ. Tathama Ekavachana Devi Bahu Vachana Devi Deviyo Dutija Ekavachana Devin Bahu Vachana Devi Devijo Tatija Ekavachana Devija Devihi Devifi Chatuthi Ekavachana Devija Bahu Vachana Devinang Panchami Eka Vachana Devija Devihi Devifi Chathi Eka Vachana Devija Devinang Satami Eka Vachana Devija Devijang Bahu Vachana Devisu Alap Pana Eka Vachana Devi Bahu Vachana Devi Devijo. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. A Di Đà Phật, thưa sư con xin đọc biến cách ghép danh từ nữ tính vị ngữ y Pathama Eka Vachana Devi Bahu Vachana Devi Deviyo Dutiya Eka Vachana Devin Bahu Vachana Devi Deviyo Tatiya Eka Vachana Deviya Deviya Bahu Vachana Devihi Devifi Chatuthi Eka Vachana Deviya Bahu Vachana Deviyang Devinang Panchami Eka Vachana Deviya Bahu Vachana Devihi Devifi Chatuthi Eka Vachana Deviya Bahu Vachana Devinang Satami Eka Vachana Deviya Deviyang Bahu Vachana Devisu Alabana Eka Vachana Devi Bahu Vachana Deviyo. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc.
Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính. Cú Mary là thiếu nữ sư. Bathama Ekavachana Cú Mary, Pahuvachana Cú Mary, Cú Mariyo Dutiya Ekavana Cú Marin, Pahuvachana Cú Mary, Cú Mariyo Tatiya Ekavana Vachana Kumariya Bahuvachana Kumarihi Kumarifi Chatuthi Ekavachana Kumariya Bahuvachana Kumarinang Panchami Ekavachana Kumariya Bahuvachana Kumarihi Kumarifi Chakti Ekavachana Kumariya Bahuvachana Kumarinang Saktami Ekavachana Kumariya Kumariyang Bahuvachana Kumarisu Alapana Ekavachana Kumari Bahuvachana Kumari Kumariyo. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin chia danh từ nữ tính là Đa Si là nữ tỳ. Pathama Ekavachana Đa Si, Bahuvachana Đa Si Đa Si Yo, Dutiya Ekavachana Đa Si, Bahuvachana Đa Si Đa Si Yo, Tatiya Ekavachana Đa Si Ya, Bahuvachana Đa Si Hi Đa Si Phi, Chatuthi Ekavachana Đa Si Ya, Bahuvachana Đa Si Nang, Panchami Ekavachana Đa Si Ya, Đa Si Ya. Ekavachana Đa Si Ya, Đa Si Ya, Bahuvachana là Đa Si Hi, Đa Si Phi, Chatthivi Ekavachana Đa Si Ya, Đa Si Ya, Bahuvachana Đa Si Ya, Bahuvachana là Đa Si Năng, Saptami Ekavachana là Đa Si Ya, Đa Si Yang, Bahuvachana là Đa Si Su, Alapana Ekavachana là Đa Si, Bahuvachana là Đa Si. Số ít là đa si. Số nhiều là Bahuvachana là đa si, đa si vô. Dạ bà sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc danh từ nữ tính nữ y như Devi, Pathama, Ekavachana, Devi, Pathama, Pahuvachana,
Devi, Deviyo, Dutiya, Ekavachana, Devi, Devi, Devi Thim, Devin, Pachuvachana, Devi, Deviyo, Tatiya, Deviya, xin lỗi, Tatiya, Ekavachana, Devi, Deviya, Bahuvachana, Devihi, Devithi, Pi, Devithi, Chatuti, Ekavachana, Deviya, Bahuvachana, Devinam, Panjami, Ekavachana, Deviya, Bahuvachana, Devi Hi, Devi Pi, Chati, Ekavachana, Deviya, Bahuvachana, Devinam, Satta, Sattami, Ekavachana, Deviya, Bahuvachana, Devi Nam, Sattami, Ekavachana, Deviya, Deviyam, Bahuvachana, Devi, Devisu, Atlapana, Ekavachana, Devi, Bahuvachana, Devi, Devi, Deviyo. Xin con cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính vì ngữ y chữ ra dí ni là hoàng hậu ạ. Dạ. Bát tham ma e cá quá cánh e quá cá chá ná ra dí ni ba hú quá cá ná ra dí ni ra dí vô lúc tí già e cá quá chá ná rai rai dí rai dí niên ba rai dí niên rai dí niên rai dí niên ba hú quá chá ná rai rai dí ni rai dí vô ba tí già e cá quá chá ná rai dí già ba hú quá chá ná rai dí hí ra dĩ bi bi chá tú thi e cá quá chánh là ra dĩ gia ba hú quá chánh là ra ni gia ba hú quá chánh là ra dĩ năng ban chấm ni ra dĩ ni năng cái đọc cho hết ra dĩ ni năng a chỉ ni năng e cá quá chánh là a chỉ gia a chi ya ba hú va chánh na ra dí hí ra dí bì hí cha thí e cá va chánh na ra dí ya ba hú va chánh na ra dí năng ra chi ni năng sa ta mi e cá va chánh na ra dí ya ba hú va chánh na ra chi năng sa ta mi e cá va chánh na ra chá dì gia ra chí dân bà hú va chánh ná ra dí xú a lá ba ná e cá va chánh ná ra dí ní bà hú va chánh ná ra dí ni ra dí ni vô. Dạ thưa con hết rồi à. Dạ phải cố gắng nhiều lên mới được, nhưng mà bài này thưa mới bài đầu tiên, học nhiều bài thì các tử sẽ quen, tại mới bài này đầu tiên chưa quen quen chia tiếng Việt. Rồi còn ai nữa? Dạ còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Các Phật tử tham gia lớp này mình tập đọc đi ha. Tập đọc để vừa nhớ vừa hiểu.
để mai mốt mình xào một vài bài kinh tụng, khi mà các Phật tử mình học cách rồi xong ha, học một vài bài kinh tụng để mình tập đọc chữ Pali. Rồi bây giờ nghe đọc lại. Pathama eka vachana devi pahu vachana devi devi jo rutiya eka vachana devi pahu vachana devi devi jo tatiya eka vachana devi ya pahu vachana devi hi devi pi chatuthi eka vachana devi ya pahu vachana devi nang panjami eka vachana devi ya pahu vachana devi hi devi pi chatthi eka vachana devi ya pahu vachana devi nang satami eka vachana devi ya devi yang pahu vachana devi su alapana eka vachana devi pahu vachana devi devi yo. Rồi nghe lại lần nữa ha. Pathama eka vachana devi pahu vachana devi devi yo rutiya eka vachana devi pahu vachana devi devi yo tatiya eka vachana devi ya pahu vachana devi hi devi phi chakuthi eka vachana devi ya pahu vachana devi nang panjami eka vachana devi ya pahu vachana devi hi devi phi chakuthi eka vachana devi ya pahu vachana devi nang satami eka vachana devi ya devi yang pahu vachana devi su lapana eka vachana devi devi pahu vachana devi devi yo. Rồi về nhà tập chia. Bây giờ thứ năm tuần sau là ngay ngày ngày rằm, cho nên thứ năm tuần sau mình sẽ ngày là rằm thì ngày sám hối ở chùa, cho nên mình không học được, nên mà một tuần mình học có một buổi nghỉ nữa thì nó sẽ rất là lâu, nên tuần sau mình sẽ học vào buổi thứ bảy ha, lớp 2 này sẽ học vào tối thứ bảy. Đây học tối thứ năm thì mình sẽ đổi lại học tối thứ bảy một buổi. À, lớp này là lớp 2, còn lớp mình học tối thứ ba thì là lớp 1. Các bạn tử nào học giỏi thì mình học một lần hai lớp luôn cũng được, để mình có kiến thức luôn. À, nhưng mà học lớp 2 này thì nó hơi khó tí so với lớp 1, tại lớp 2 khá rồi. À, bây giờ là mời lớp nghỉ ha, cũng hết giờ rồi. Sa thú, con cảm ơn sư. Sa thú. Dạ, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con kính chư sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha japamatha deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu sasanam. Akasatha japamatha deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu no garo. Akasatha japamatha deva naga mahitika phun nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo akasatha cha phom ma tha di wa na ga ma hi thi ca phun nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no akasatha cha phom ma tha di wa na ga ma hi thi ca phun nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa da idang watano buddha kaya waham ho tu anagati kale sadhu. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp này vào thứ bảy tuần sau ngày 26 tháng 9 năm 2020 vào lúc 19:30. Đã kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống ạ. Là chúng con kính chúc sư khỏe, sư ngủ ngon ạ. Con kính mình lễ sư ạ. Dạ, con kính chị ân sư ạ. Buổi học hôm nay ạ. Dạ, kính cảm. Rồi, nhớ bữa thứ ba thì học bình thường ha.
thứ ba học bình thường thì các bữa thứ năm này mình đổi một buổi. Rồi mời lớp nghỉ. Dạ, con chào.